念中吹起晚风，心底有正能量全力发动，你共我整天奔波告终。身与心顷刻放松，人热情将频率联系接通，举止变得松容，疲劳相见终于不超重。抬头天际可远飞，可以追回自己，可放心抱起，眼里总有热暖好天气，你小心意着住起。繁忙仿似一世纪，有重拾回自己，总看到转机，共行路程万里，这感觉完美。围着我自然自由幸福，充满了空气。Tôi thành công rồi. Trước sau gì cũng bị nói, sao tôi lại không giúp cô chứ? Tôi là trợ lý mới của anh, tên của tôi là Vivian, tên tiếng Hoa của tôi là Dân Phi Phi. Tối qua sau khi ban chủ kể xong câu chuyện của anh, anh kêu bọn em về suy nghĩ lại. Nè, anh coi ban chủ có phải là muốn em hôm nay viết thêm kịch bản không? Cô tưởng đâu ban chủ không biết được khả năng của cô hay sao? Chuyện tình yêu của ban chủ mặc dù rất cảm động, nhưng mà hình như là thiếu thiếu một cái gì đó. Nè, anh nói lại lần nữa, ban chủ chưa có nói câu chuyện tình đó là chuyện tình của ảnh đâu vậy? Thôi được rồi, tụi em đâu có nói cho ai biết nữa đâu. Nếu như em thật sự muốn làm một đạo diễn giỏi, nếu em chỉ biết sử dụng ống kính và phân chia cảnh là chưa đủ đâu. Em nhất định phải tự rèn luyện mình về độ nhạy cảm đối với kịch bản, như vậy mới có thể gột tả được sự thâm thúy của điện ảnh. Ai, biết chừng nào em mới có thể đạt đến đẳng cấp như ban chủ. Chờ kiếm sao đi. Anh Minh, sáng nay có họp hả? Thì chuyện của em đó. Em, cái kịch bản em còn chưa có, làm sao mà tìm đạo cụ? Nhưng mà tối qua ban chủ liên tục gọi điện về đây. Tổ đạo cụ không qua làm việc vào lúc 4 giờ sáng đâu. 4 giờ sáng sớm? Viết kịch bản? Ban chủ. Nè, ngày mai họp về chuyện sản xuất. Kêu diễn viên lên đây đọc và tạo hình thử. Ngày mốt quay. Ngoài trừ tụi nó tự nguyện, nếu không thì tất cả công việc cô phải theo dõi. Em nhất định sẽ cố gắng làm tốt, sẽ không phụ lòng ban chủ đã thức suốt đêm viết kịch bản này. Anh về tắm rửa thay đồ đi. Đi ngang qua thế giới của anh. À, tại sao không có danh sách vai diễn, chỉ có nam diễn viên và vai phụ? Như vậy cũng được hả? Anh theo ban chủ lâu như vậy, anh chưa từng thấy ảnh đích thân viết bản thảo. Còn có cả gì ảnh biết đánh máy tiếng Hoa nữa. Cho mượn coi chút nha. Nè, chỉ có một bản duy nhất thôi hả? Biết đánh tiếng Hoa giỏi lắm sao? Anh biết không? Cậu biết không? Đại ca giang hồ của thời hiện đại, cảnh thứ 3, màn 4, lần 3. Bắt đầu. Quả Sơn Ô, mày coi thường tao vậy sao? Giết nó cho tao. Cắt. Hay lắm. Nhảy đi. Cảnh trí ngày mai làm xong chưa vậy? Chuẩn bị xong hết rồi. Đạo diễn à? Hả? Em làm xong bản phân cảnh cho cảnh trí ngày mai rồi. Nè. Bản phân cảnh này cô làm sao? Em biết đây là do đạo diễn làm, nhưng mà đây cũng là những bài tập mà em cần phải làm. Em mong là đạo diễn có thể cho em một chút ý kiến. Tôi không có thì giờ dạy cô. Nhưng em thật lòng muốn theo để học nghề mà. Anh em à, tối nay hiếm khi được nghỉ ngơi sớm, có ai muốn đi nhậu hay không? Được, có kêu đạo diễn đi cùng không? Được đó, kêu anh đi. Anh Võ, mấy anh đi uống gì vậy? Hay là cho em đi nữa? Con gái như em có uống được hay không? Một chút nữa rồi nói người lớn ăn hiếp trẻ con nữa. Em có biệt danh là uống hoài không say mà. Vậy là phải thử mới biết được, đi luôn đi. 7 con 6 10 con 4 10 con 5 10 con 5, mở. Không có. Nè, dạ, anh có hóa đáng không vậy? Vậy mà cũng mở. Uống đi. Trời ơi, lừa gạt để uống rượu sao? Tiếp tục. Nè, rồi anh đi. 8 con 6, 9 cái. 9 cái. Mở đi. 3. Trời ơi. Tôi thêm một cái. Uống đi. Uống đi. Hay lắm, cho chàng phối tay coi. Lợi hại. Hay quá, hay quá. Hay lắm. Cái con bé này, người thì nhỏ xíu mà uống cũng được quá ha. Đâu có lợi hại bằng anh Võ đâu. Em nghe nói về anh Võ ở trên kia uống rượu mau đại với mấy ông chủ lớn cứ tới sáng vẫn đi làm bình thường, rất lợi hại. Chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, còn những chuyện lợi hại hơn nữa. Uống rượu có những cách rất thú vị, của từng thử chưa? Chưa thử. Có muốn thử không? Cứ nói em không biết đi. Được thôi, vô. Tốt, cô ngon lắm. Thắng à? Hả?
Vô kêu quản lý lấy thêm hai chai vodka. Được. Dạ nè, đi mau lên đó. Rồi, chạy tôi nha. Chơi tiếp thôi. Chúng ta chơi tiếp đi. Ai, em không có thua đâu. Em kêu trước. 8 + 3. Anh đoán. Đón taxi về nhà đi. Chỗ này không phải phim trường đâu. Em không phải nghe lời anh. Nếu như ngày mai mà cô không đi làm được thì đã liên quan tới tôi rồi đó. Được. Tối nay em uống tới say cỡ nào cũng vậy. Ngày mai em nhất định đi làm đúng giờ. Được hay chưa? Cô có biết mình đang làm cái gì không? Cô muốn làm đạo diễn thì nên làm những chuyện mà mình nên làm, chứ đừng có theo người vô tích sự làm những chuyện vô tích sự, được không? Trong lúc em làm những chuyện chính đáng, anh có để ý hay không? Em đi làm đã 2 tháng, chưa lần nào anh nhìn thẳng vào mặt em bao giờ hết. Em biết anh coi thường em mà. Anh tưởng đâu em đang giỡn chơi hả? Thật ra em thật sự rất khao khát được làm đạo diễn. Em không quen biết ai. Người nào cũng kêu em bỏ nghề. Em không muốn bỏ nghề nhanh như vậy đâu. Em muốn nói chuyện này. Em có một ý này. Chắc chắn được. Em nghe nói anh có biết rất... Cô làm cái gì vậy? Xin lỗi. Em xin lỗi. Anh cởi ra đi. Ngày mai em giặt sạch sẽ trả anh. Em xin lỗi. Tùy cô thôi. Nè, tôi nói cô nghe. Trước 9 giờ ngày mai mà cô chưa tới phim trường thì sau này đừng tới nữa. Đạo diễn Rana, một chút nữa chúng ta quay cảnh thứ 5 trước mới nhảy sang cảnh thứ 2, không vấn đề được chứ? Được thôi. Atin, tôi không cần cái bàn này nữa. Anh ra ngoài lấy giùm tôi 2 cái ghế vô đây đi. À, được rồi. Xin chào đạo diễn. Chuẩn bị xong hết chưa? Rana vừa mới tới, hiện đang quá trang. Gia Quy đang trên đường tới đây. Anh Kiệt đạo cụ nói không thể chờ chỉ đạo mỹ thuật tới được. Còn Jackie sáng nay mới chuyển kịch bản qua, nói cần phải sửa một chút, anh coi có được hay không? Đạo diễn. Chuyện gì vậy? Anh sao vậy? Sao là sao hả? Jackie nói chúng ta được trà xanh tài trợ, do đó chút nữa quay cảnh Donna tại sĩ đa sẽ đổi lại là trà xanh chứ không cần mua nước ngọt. Cười cái gì chứ? Đạo diễn, em chưa bao giờ thấy anh không chú tâm. Tôi không chú tâm là bởi vì cô vừa mở miệng ra là có mùi rượu bay vào mặt của tôi, làm tôi muốn ói. Đi sửa theo lệnh Kiệt nói đi ha. Anh em đạo cụ, 2 cây dù này tôi không cần nữa, anh mang đi chỗ khác giùm tôi đi. Ê, làm gì vậy em gái? Em chào anh Võ. Em đi làm đúng giờ ha, tôi tưởng hôm qua uống nhiều như vậy hôm nay chắc chắn xin nghỉ phép rồi chứ. Nè, em ngàn đi không say đó nha. Có phải không, tối nay uống tiếp được không? Anh Võ kêu em phải đi thôi. Anh Gia Quy tới rồi, quần áo đâu hết trơn rồi. Trang phục ở chỗ này hết rồi. Anh chờ một chút, em tới liền. Chào anh Võ. Xin chào anh. Chào anh. Tôi có nghe nói tối qua anh mời hết cả đám anh em đi nhậu đúng không? Còn dám nói là anh em nữa. Có rượu uống mà không thèm kêu tôi gì hết trơn. Nè, chuyện đi nhậu á, lúc nào mà không được. Nè nè nè, anh nói đó nha. Vậy tối nay đi. Tối nay được thôi. À, tối nay không được. Tôi có hẹn với bạn gái rồi. Vậy là biết rồi nghe. Tôi nhớ là vợ của anh hình như làm ở nhà hàng mà. Mở phòng có chiếc khấu hay không vậy? Trời ơi, người khác thì không, nhưng mà anh Võ mở miệng thì chắc chắn là có rồi. Anh Gia Huy tới. Rana nè, chúng ta đối chiếu bản thoại một chút nha. Được thôi. Được, chuẩn bị làm việc. Bắt đầu từ bây giờ.
chúng ta chỉ là bạn trong một phút mà thôi. Đây là hiện thực, không thể nào quên được. Ok cắt. Hôm nay vậy được rồi, nghỉ thôi. Hả? Xong, xin cảm ơn. Cảm ơn anh Huy, cảm ơn Donna. Tôi giao bản làm việc này nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Em gái, tới giờ nghỉ rồi. Đúng đó, em làm xong biên bản là đi được rồi. Được, nhìn một chút nữa. À, đi với tôi một chút. Đạo diễn đi đâu vậy? Em có hẹn với anh Võ mà. Đạo diễn à, có phải là chúng ta đến đây coi cảnh trí không? Cô không phải có một kịch bản rất muốn giới thiệu cho ông chủ của công ty điện ảnh sao? Tối qua em uống say rồi có nói bậy chuyện gì hay không vậy? Nói bậy? Có nghĩa là cô không có kịch bản gì hết? Hay là trong đầu óc của cô lúc nào cũng tưởng tượng chứ không có muốn làm phim? Không phải đâu, em có mà. Có thì được rồi. Con đường này á là con đường mà ông chủ của công ty điện ảnh Vạn Niên phải đi qua khi về phòng làm việc. Một chút nữa cô phải nắm lấy cơ hội này giới thiệu với ổng nha. Chỗ này bây giờ hả? Giống như chặn đường vậy sao? Vậy chứ cô tính sao đây? Cô tưởng đâu cô hẹn ổng, ổng sẽ gặp cô sao? Tối qua cô uống rượu bia thì tỏ ra rất can đảm. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có gan uống rượu không có gan làm việc chính đáng sao? Không phải em có mà. Được, chỉ cần anh cho em 5 phút thôi. Chỉ cần 5 phút thôi là... Tôi chỉ muốn nói cô biết, từ chỗ này lên tới lầu 18 chỉ có thời gian nửa phút mà thôi. Hả? Ừ, tới được kìa. Vô đi. À, anh làm gì vậy? Ông chủ bị người ta đẩy vào thang máy rồi. Bao cho người tới cửa thang máy chặn đường họ lại. Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Câu chuyện của cô cũng hay lắm. Tôi muốn biết kết cục của nó. Ông Trâu có báo cảnh sát không vậy? Người ta đã làm việc mà, báo cảnh sát làm cái gì? Tôi rất thích phong cách làm việc của cô, rất can đảm. Sau này trợ lý của tôi sẽ gọi cho cô. Tôi cũng muốn biết kết cục. Cảm ơn ông chủ Trâu. Đạo diễn à, em cảm thấy mình rất là lợi hại. Giới thiệu ý tưởng trong thang máy. Cô nặng quá đi, thả tôi ra. Xin lỗi, xin lỗi. Trời, anh sao vậy? Mùi của cô nặng quá, về nhà tắm rửa đi. Hả? Ông Trâu rất là thích kịch bản của em đó. Ông còn nói nhất định sẽ hẹn em nữa kìa. Cắt. Đoạn này hay lắm đó. Nè, một chút nữa, ở cảnh này anh giúp tôi mở ống kính to ra. Tôi muốn lấy cận cảnh. Một chút nữa, cái tính hận thù trong cảnh đó nặng một chút nữa, như muốn đánh chết vậy đó. Đạo diễn ngồi. Ok, bắt đầu. Ăn cơm. Đạo diễn ăn cơm nè. Lại là tam bửu. Cô làm gì vậy? Cứ bửu tự làm, như vậy mới không buồn chứ. Nè, bản phân cảnh của em không phải anh quăng rồi sao? Sửa hết à? Phân cảnh của cô không được suôn sẻ lắm. Có một hai cảnh thì tạm được. Còn gì nữa? Hết rồi. Vậy coi như em làm cũng không tệ chứ. Cô mất tự tin đối với bản thân như vậy sao? Hãy lấy cái nhiệt huyết của cô hôm mà xông vào thang máy ra đi. Đã nhiều ngày rồi mà ông chủ Trâu vẫn chưa gọi cho em. Nếu như người nào cũng nói mới lần thứ nhất đều thành công thì ai cũng phát tài hết rồi. Vậy là cô định bỏ cuộc hả? Chuyển ngành đi. Cô cười cái gì chứ? Cuối cùng thì em bắt đầu hiểu anh. Đôi khi nói chuyện hơi khó nghe, nhưng mà anh nói vậy thật ra cũng muốn tốt cho em mà thôi. Cho anh nửa cái hộp vịt muối nè. Cắt. Đưa chị về đạo diễn. Steven, cho chúng tôi xem lại một chút đi nha. Ok ok. Cuối cùng thì em bắt đầu hiểu anh. Đôi khi nói chuyện hơi khó nghe. Hay lắm, chúng ta đi ăn cơm chứ? Cảm ơn. Hay lắm, cảnh này cô diễn tốt quá. Anh Đồng à, chút nữa anh chuẩn bị trang phục cho cảnh sao giùm tôi. Được rồi. À, dạ rất có thể là... Hồi nãy tôi định hỏi phục trang của hai diễn viên tạm hình như là... Sao rồi đại đạo diễn?
Hôm nay mãn nguyện lắm rồi chứ gì. Anh Dĩ đừng có chọc ghẹo em nữa. Ủa anh Thư cũng tới đây nữa hả? Nghỉ ăn cơm mà, sẵn qua đây thăm em luôn. Hôm nay em làm việc vững vàng nhiều hơn rồi. Đúng vậy đó, lúc nãy trong lúc em kêu ngưng, lần đầu tiên em mới biết mình đang làm chuyện gì đó. Anh biết là thế nào, anh Thần cũng ra tay giúp đỡ mà. Anh cũng đăng ký tham gia. Nè, mau đi theo anh, nhanh lên. Được đó. Thật ra cậu cũng có thể suy nghĩ coi mình muốn quay những thứ gì. Cơ hội chỉ đến với những người có chuẩn bị thôi. Anh đến tìm ban chủ ăn cơm hả? Anh muốn coi xong em làm hết phân cảnh này, em kêu cơm rồi. Đừng cho anh biết. Thật ra cuộc thi này nói là nói để cho tụi nhỏ phát huy, cuối cùng mới vẫn là những người lớn đứng ra làm mà thôi. Tại vì em chưa có kinh nghiệm mà, mai mà ban chủ ngày nào cũng đến phim trường hướng dẫn. Nè, anh có xem qua kịch bản rồi, có phải đích thân ban chủ viết không? Sao anh biết? Bán đứng bản thân mà. Bán đứng? Không phải chứ, cuối cùng hôm đó Phi Phi không có đi với anh Võ. Nhưng mà em cũng cảm thấy ban chủ viết phân cảnh khi đạo diễn kéo Phi Phi đi thực sự là viết rất hay. Viết sự thật đương nhiên là phải hay hơn rồi. Bản phân cảnh của cô không được suôn sẻ lắm, có một hai cảnh thì tạm được. Xin mời vào. Cô Dân à, những báo cáo của các phòng khác tôi đều xem qua hết rồi. Tôi làm dấu chỗ quan trọng để cô lưu ý. Cảm ơn. Nếu như cô thật sự quá bận rộn, tôi có thể xem giúp cô những phim dự thi mà, sau đó làm một báo cáo cho cô. Cuối cùng thì tôi vẫn phải xem qua thôi, được rồi. Mặc dù cái cô Dương Gia Lợi chỉ là một nhân viên bản thảo, nhưng cô kiếm được hai diễn viên hay như vậy để trợ giúp, tôi tin chắc là có bàn tay của cổ Hiêu Thần nhúng vào. Nhưng tôi tin tưởng trợ lý của chị Dina. Nếu như không có địa vị giang hồ như vậy, làm sao mời được chị qua. Đôi khi thanh niên bây giờ cần có chúng ta hỗ trợ họ ở sau lưng. Chuyện mời diễn viên thì còn chấp nhận được, nhưng nghe nói kịch bản của Dương Gia Lợi là do cổ Hiêu Thần biên soạn, làm như vậy có mất đi ý nghĩa cuộc thi hay không? Nếu như với kinh phí 30.000 đồng có thể mời được giám chế của chúng ta viết dùm, nên tôi cảm thấy những đồng nghiệp sau hậu trường của chúng ta thật lòng nhiệt tình với chuyên môn của họ. Tôi hiểu. Vậy nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin phép làm việc. Ừ. Xin chào ông đạo diễn. Hình như tôi chưa gặp anh. Tôi mới làm việc ngày đầu tiên. Tôi xin chào. Xin chào đạo diễn. Đạo diễn, em là A Thanh, trợ lý mới của anh, do công ty phái đến hỗ trợ anh. Vậy còn Phi Phi đâu? Em đâu có biết đâu, em chỉ biết là cô xin nghỉ phép. Sau này nếu như mà anh có chuyện gì cứ căn dặn em. Em đi kiểm kê đạo cụ đi. Đừng có chờ nữa đạo diễn. Theo tôi Phi Phi hôm nay chắc là không có về đâu. Tôi nghe nói cô nghỉ phép mà. Nghỉ phép cái gì chứ, cả chị Quyên bán nước còn biết nữa mà. Ông chủ Trâu tối qua có hẹn cổ lên nhà hàng Trường Đảo để ăn cơm, nói là muốn nghe kết cục của kịch bản. Làm nghề này là như vậy đó. Tôi cũng đã từng gặp không ít những cô gái tưởng đâu mình tài giỏi, luôn muốn tiến thân bằng cách đi đường tắt để coi cổ leo được bao cao. Vậy à? Có người nào làm điện ảnh mà không muốn có cơ hội như vậy chứ. Cô biết nắm bắt cơ hội là khôn ngoan rồi. Bắt đầu. Em nghe nói đi mà. Em nói thêm lần nữa, em muốn chia tay. Ngưng. Cảnh này diễn rất tốt. Tính là một chút nữa chuẩn bị cảnh sao giùm tôi nha. Được rồi em biết. Cảm ơn. Đạo diễn à, lúc nãy có một người con gái nhờ tôi trả chiếc áo này cho anh. Cảm ơn. Xin lỗi. Anh cởi ra đi, ngày mai em giặt sạch sẽ rồi trả cho anh. Anh đạo diễn à, bắt đầu từ bây giờ Thanh bắt đầu đi theo đoàn phim này. Dạ, em cảm ơn đạo diễn. Đi làm việc đi. Phi Phi đã từ trước rồi, người ta tìm được chỗ tiến thân rồi, làm sao mà còn trở về đây để anh sai khiến nữa. Trong cuộc sống này, chúng ta đã va chạm với rất nhiều người một cách vội vã, cũng giống như hai đường thẳng không gặp nhau. Trước khi mà mình tỉnh ngộ, thì ra mình đã sống trong hai thế giới khác nhau. Vĩnh viễn không bao giờ có điểm giao nhau. Chị Phi Phi, sao hôm nay đẹp vậy? Đạo diễn đâu? Vừa mới về ở trong kia. Cảm ơn. Ông chủ Trâu tối qua có hẹn cổ lên nhà hàng Trường Đảo để ăn cơm, nói là muốn nghe kết cục của kịch bản. Làm nghề này là như vậy đó. Tôi cũng đã từng gặp không ít những cô gái tưởng đâu là mình tài giỏi, luôn muốn tiến thân bằng cách đi đường tắt để coi cổ leo được bao cao. Vậy à? Có người nào làm điện ảnh mà không muốn có cơ hội như vậy chứ?
Cậu biết nắm bắt cơ hội là khôn ngoan rồi. Sao hả đạo diễn? Anh lúc nào cũng lo lắng cho Phi Phi. Anh thích cổ lắm hả? Anh nói cái gì vậy? Không phải sao? Trước kia tôi thấy hai người đi đâu cũng có đôi. Có phải là được rồi hay không? Được cái đầu của anh đó. Tôi chưa thấy qua con gái hay sao? Tôi giống loại người như vậy à? Hả? Vậy mà tôi cứ tưởng đâu là... Cô đi rồi có thể sẽ hay hơn. Nè, 9 giờ rồi, làm việc đi. Anh em nè, làm phiền anh mang chiếc áo này trả lại cho đạo diễn giùm tôi nha. Ờ, được. Cô Vân à, cái đầm này của cô chuẩn bị xong rồi. Cũng sắp tới giờ chúng ta phải tham dự tiệc rượu tối nay rồi đó. Ok. Ban chủ ăn cơm đi. À, cảm ơn. Anh Thư. Cảm ơn. Gia Lợi à, cơm của anh đâu? Ờ, xin lỗi nha, em quên mất rồi. Ờ, thôi được rồi. Ăn hộp của anh nè, anh đi lấy. Cảm ơn. Xin lỗi anh nha. Là tiếng ra điện thoại của anh thôi mà. Đừng có căng thẳng như vậy. Bây giờ đã qua giờ tan ca rồi, chị Vân không có gọi điện nữa đâu. Sao anh biết hả? Chị nhỏ nói là hôm nay cô Vân đã xem xong 3 đoạn phim rồi. Nhanh nhất thì cũng phải ngày mai cô Vân mới có thể gặp mọi người. Ăn cơm trước đi. Lại món cơm này nữa hả? Trời ơi, bây giờ ngửi mùi thịt quay là muốn ói rồi. Cơm tam bữa có vấn đề gì à? Cảm ơn. Cảm ơn. Lan Lan, đã lâu không gặp cô nha. Phải đó, tôi về đóng phim Đại Qua Tây Du của chị Dina. Chị ấy kêu tôi đóng vai Nhện Tinh dụ dỗ Đường Tam Tạng. Dạ, Nhện Tinh hả? Thích hợp với cô rồi. Đường Tam Tạng nhìn thấy cô cũng phải phá giới luôn á. Danh dĩ có phá giới không đây? Dạo này Bần Tăng đang phải ăn chay rồi. Nhất là phải kiêng kỵ đồ ăn nhiều mỡ, nhiều chất kích thích chứ. Chị Hồng, chụp hình giùm tôi. Tôi phải lên Facebook để cho các fan ngưỡng mộ. Đưa tới tận cửa rồi mà anh Dĩ cũng không lấy. Đúng là uổng quá trời. Khi mà Lan Mập biển dục mà cậu cũng chịu. Cậu đói lòng sung chát cũng ăn hay sao hả? Ủa, anh Dĩ, điện thoại này của anh hả? Nè. Nè, vậy anh có số điện thoại của tôi. Tôi cũng có số điện thoại của anh rồi. Nhớ gọi cho tôi nha. A Di Đà Phật. Giả bộ làm giá hả? Hình như anh ta không phải giả bộ. Anh Quy, hôm nay ta về hẹn hả? Ờ, chị đi ra nói là tạo mẫu cho Lan Lan. Anh giải quyết đi ha. Lan Lan. Hử? Anh Quả, anh vào TVI rồi hả? Xin chào, lâu quá không gặp rồi. Ừ, còn tưởng là từ sau buổi tối hôm đó. Những chuyện này khoan nói đã. Cô ngồi xuống trước đi, tôi lấy dụng cụ đặt điểm cho cô nha. Hôm đó tôi ngủ dậy không thấy anh, còn tưởng... Môi cô khô quá, khoan nói chuyện đi. Anh Quả, hả? Tôi đổi đồ ăn với anh nha. Bộ anh ăn chay sao? Không, tôi biết là dạo này anh thích ăn đồ mỡ mà. Ờ mà nè, theo tôi phân tích đó, anh Quả không lý nào mà không đòi hỏi như vậy. Chuyện này chắc chắn là có nội tình rồi, có đúng vậy không? Bộ chưa từng nghe sao rượu loạn tính sao? Muốn nghe kể chuyện có phải không? Mình được rồi. Là như vậy nè, các anh tự đi hỏi Lan Lan đi. Quá ra là thật hả? Chú, tôi đâu có thừa nhận. Nhưng anh ta cũng đâu có phủ nhận. Các cô có biết sở trường của đàn ông là gì không? Là gì? Làm xong không nhận. Chị Bình à. Nè Quả, anh cứ tiếp tục với thái độ này á là họ coi như anh thừa nhận đó nha. Ừ, trên pháp luật cũng có quyền giữ im lặng mà. Nè, các anh đừng có ép anh Quả nữa. Thập à, cậu biết điều nhất đó. Khi một người đàn ông đang độc thân, đâu lý nào từ chối một người phụ nữ chủ động ôm mình. Như vậy vô lễ lắm đó. Phải rồi. Phải đó.
nhưng mà lễ phép thì cũng phải có giới hạn chứ đúng không? Phải rồi, tôi tới giờ làm việc rồi, tôi tự ăn đi ha. Xã sư bảo cần đem đi không? Vậy thứ bảy này tôi đến Vịnh Chi Cảnh sẽ gọi cho cô, rồi cô kêu người ra cảng đón tôi được chứ? À, bye. Thứ bảy đi chơi hả? À không, tôi có người bạn cũ thời trung học đám cưới, nhờ tôi làm phù dâu. Thứ bảy qua nhà cô ấy ngủ một đêm, sáng hôm sau tiễn cô ấy đi xuất giá. Cô Lâm à, cô có biết không, tôi đang khử trùng khắp cả căn nhà cho cô. Anh Quả đó, tôi sợ không biết anh ta có lây bệnh gì ở bên ngoài về hay không đó. Chị Bình à, tuy con người chú Út hơi bị buông thả, nhưng mà chú ấy kén chọn lắm, tôi đoán chú ấy không lạm giao như vậy đâu. Vậy thì cô đừng có đoán nữa, cô hỏi thẳng anh ta đi, để cho bản thân yên lòng. Chú ấy lớn vậy rồi, đây là chuyện riêng tư của chú ấy, tôi ngại hỏi chú ấy lắm. Về rồi đây. À, nhỏ, có tin vui. Vậy rồi chứ gặp được cô Hồng ở dưới đó. Cô ta nói sắp tới sẽ không lên đây ăn cơm một thời gian đó. À phải, qua vài bữa Hồng đi du lịch Đài Loan với chồng, nói làm mừng kỷ niệm ngày cưới. Cô ấy nói phải bớt ăn giảm cân để chụp hình nhìn đẹp hơn. Cô ta không ở đây đúng là yên tĩnh rất nhiều, cuối cùng cũng có được bữa ăn bình yên rồi. Cô Lâm à, sắp tới tôi cũng tạm thời không ăn ở đây nữa. Chị Bình, giờ này chị cũng giảm cân đó hả? Tôi không giảm cân, tôi chỉ sợ giảm thọ thôi. Sao chị ta nói chuyện hài hước quá vậy? Giảm thọ giảm cơm ở đây liên quan gì nhau chứ? Chịu kiếm tôi rồi sao? Anh chơi được mà, không có ai làm sao được chứ. Biết anh không giận chúng tôi đâu. Ngày mai chúng tôi làm cho buổi chiều, giờ thầm đi mua pizza rồi. Lát nữa vừa uống bia, vừa có hai trận đá banh đó. Trời, chơi sung vậy. Chờ tôi tới liền đó. Tới liền. Nhỏ ơi, tối nay chú sẽ có tiết mục. Về trễ lắm. Bye bye chị Bình. Trời ơi, anh ta càng chơi càng sung kìa. Giỏi lắm. Anh thua rồi. Anh Quả. Sao rượu nói lời thật lòng, nhưng bây giờ anh ta bị chúng ta chú sai, muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Nhưng chúng ta dùng cách này để ép anh Quả nói bí mật, hình như là không tốt cho lắm. Terry, trả lời cô ta. Thập à, nếu chúng ta không biết sự thật thì làm sao xác định được Lăng Mập có nói dối hay là không chứ? Làm sao chúng ta trả sự trong trắng cho anh Quả? Nói hay lắm, giờ sự thật đang để ngay sau lưng chúng ta, muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Anh Quả. Làm gì mà có mặt thưa sếp? Bây giờ không có người ngoài, anh thành thật trả lời chúng tôi, anh với Lăng Mập có quan hệ gì? Không có người ngoài. Người này là ai vậy? Người đó là ai nữa vậy? Không có người ngoài sao? Hai người giả đó không có chỗ nên để đây thôi. Anh đừng có đánh trống lảng nữa. Anh với Lăng Mập có quan hệ gì? Dài nặng lãi đó. Tôi bị đòi nợ ở phim trường, không có tiền trả. Lăng đã cho tôi mượn 20.000. Vậy thì nợ tiền trả thịt sao? Tôi đã nhanh chóng trả 20.000 cho cổ rồi. Vậy thì không ai nợ ai mới đúng chứ. Tôi nợ cô ta một ân tình đó. Ân tình? Ân tình gì đó chi tiết hơn đi. Cô ta bị người ta chê mỡ của cổ trộn lẫn với phấn trang điểm. Tôi đem mỹ phẩm kiềm dầu đến nhà cô ta, chỉ cổ cách sử dụng. Cô ta vừa uống rượu vừa buồn bã tâm sự với tôi. Cô ta kêu tôi ở lại với cổ, tôi không muốn tổn thương, thế là tôi ở lại rồi. Rồi anh loạn tính sao đủ đó hả? Cô ta đã sai tới bất tỉnh nên không hề xảy ra chuyện gì hết. Nhưng mà Lan Mập nói đến hình như hai người có gì đó mập mờ đó. Mặc kệ cô ta đi. Chắc là cô ta cảm thấy nói vậy sẽ nở mày nở mặt. Chúng ta là đàn ông mà, tính toán nhiều làm gì chứ. Tôi hiểu rồi, anh Quả không chịu đứng ra đính chính là không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Lan Mập. Nhưng mà bị người ta đổ oan nhai cái thứ đó, mất mặt lắm. Mất mặt đâu có sao chứ. Từ đó cô nghe, anh Quả mới chính là đàn ông trong số các đàn ông. Anh làm gì? Không, tổ lượng của anh ta kém như vậy, tôi biết chức năng thận của anh có vấn đề. Chạy bị ma ca cho anh tẩm bổ, chạy bị trái thơm cho anh ta thanh diệt giải độc. Khuya rồi ai tới vậy? Sao hả? Ai vậy? Nè, chú uống rượu xong, đầu của chú nhức sắp bể rồi. Giờ chú ngủ giữa chừng bị làm nhức. Nếu là chú mở cửa, chú sẽ giết cô ta chết liền đó. Hồng,
Sao tối quá vậy? Làm hai người thức thiệt hả? Cô biết trước là làm chúng tôi thức giấc thì đừng có lên đây chứ. Cô có chìa khóa thì bấm chuông làm cái gì nữa? Chú Hòa, chuyện gì vậy? Em muốn nhờ chị cho mượn đồ. Đây, coi cái này có đủ lớn yeah, không? Yeah, cái này được rồi. Cảm ơn chị nha. Không cái gì. Nhỏ à, chị có biết lần này em khôn lắm không? Em đã dùng số chặng bay của thẻ tín dụng để đổi 2 tấm vé máy bay khứ hồi đi Đài Loan. Không cần bù đồng nào hết đó. Vậy chừng nào xuất phát vậy? Một tuần sau đó. Tuần sau mới xuất phát, cần gì gấp gáp lên đây bự ba liền vậy chứ? Cũng tại ngân hàng đó, tối như vậy mới thông báo với tôi là có mua được vé máy bay hay không. Trời ơi, cô không cần báo cáo cho tôi biết vậy đâu. Tôi biết, nhưng mà chuyện vui như vậy tôi phải chia sẻ với hai người mà. Uống ly trà đi. Cảm ơn. Nè, nhỏ à, em sẽ không giận đâu, bởi vì không gì vui bằng dọn hành lý để đi du lịch. Thật sự không có gì đáng ghét bằng đang ngủ bị người ta làm thức giấc đó. Chú Hòa, mặc kệ chú ấy vừa mới vào phòng thôi mà. Cô không ngửi thấy mùi rượu trên người chú ấy sao? Chú ấy đang nổi cơn đó. Ồ, nè, xin lỗi nha. Tôi biết là tôi không tốt, nhưng mà tôi đi cả tuần, tôi muốn dọn dẹp hành lý sớm để khỏi bỏ quên đồ. Đi Đài Loan có mấy ngày có gì đâu để dọn đồ chứ. Anh có biết hay không, tôi với ông xã tôi á quen nhau trong một buổi khiêu vũ trong một hãng bia ở Đài Loan đó. Lần này về thăm chốn xưa có ý nghĩa lớn lắm ờ. Tình sự của cô và chồng cô tôi không có hứng thú nghe đâu. Không sao, bởi vì tôi đã nói xong rồi. Bây giờ tôi phải xuống dọn đồ. Cảm ơn nhỏ nha. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. À, good night. Wow, thì ra áo chiến mà cô nói chính là cái này hả? Ừ, em chỉ không có nói chị nghe chiến trường ở đâu thôi. Được rồi, không cần. 2000 mấy lần đó, cô nỡ tốn tiền sao? Ý, để tạo bất ngờ cho ông xã, lần này em quyết định bỏ vốn lớn. Cái này có đủ hoang dã không? Giá tiền còn hoang dã hơn nữa. Có sao đâu, em có thể mặc mấy lần. Vậy tính ra thì cũng đâu có mắc cái gì đâu. Wow, còn mặc mấy lần nữa hả? Trong chuyến du lịch Đài Loan lần này cô thực sự muốn tạo ra mạng sống hả? Em đã muốn lâu lắm rồi. Nhưng mà ông xã nói hiện giờ là lúc hết mình vì sự nghiệp, muốn đợi có thành tích tốt hơn rồi mới tính. Có kế hoạch là tốt mà. Nhưng mà em không muốn đợi thêm nữa đâu. Cô gấp cái gì chứ? Chưa đám cưới thì không nói, rõ ràng có chồng rồi mà. Em muốn anh ấy thường xuyên ở bên em. Em muốn mỗi sáng mở mắt ra đó là nhìn thấy anh ấy, chạm được anh ấy, ngửi thấy anh ấy. Ngửi thấy? Anh ấy nhiều mồ hôi lắm á, có lần ngủ đến nửa đêm hả anh ấy. Được, không cần nói chi tiết nữa đâu. Em không nỡ nhìn thấy anh ấy vất vả qua lại giữa bên này với bên kia. Nhiều lúc bị bệnh, không có ai bên cạnh chăm sóc anh ấy hết. Vậy nhân chuyến du lịch này hai người bàn bạc với nhau đi. Ha? Đàn ông lúc tâm trạng vui thì cũng dễ nói chuyện hơn. Cần gì phải nói, hành động thôi. Làm ơn, tôi muốn thử cái này. 1, 2, 3. À, đau quá. Thật ra có sợ đau như vậy? Hay là dùng dao cạo đi? Không được, dùng dao cạo không đủ mịn màng đâu. Lần này cô đúng là quyết tâm đến cùng. Trời ơi, em đã đầu tư hơn 1000 để mua cái áo này rồi nè. Không có đôi chân vừa trắng vừa mịn thì làm sao mà xứng với nó được. Vì chuyến du lịch này mà cô phải chịu khổ nhiều, tôi vất vả thay cho cô thôi. Em cho chị coi cái này nè, là chị sẽ hiểu ngay thôi. Chị coi đi. Wow, gợi cảm quá. Em muốn trở lại là Triệu Lệ Hồng lúc quen nhau với ông xã. Chỉ còn lại hơn 1 tuần, cô muốn trở lại như vậy hả? Hơi bị khó đó. Không giống được hoàn toàn, cũng 70-80% cũng được rồi. Thật ra cô đám cưới với anh ta bao nhiêu năm, cái tốt cái xấu gì cũng thấy qua hết rồi, bộ còn ngại sao? Em thực sự không dám chắc chắn. Thật ra em với ảnh đó lâu lắm rồi, không có cái gì gì đó rồi. Gì là gì? Thì là cái đó đó. À, mỗi lần mà ảnh về tới Hồng Kông á, lúc thì nói là bận, lúc thì nói là mệt. Xem ra em đã không còn sức hút của hồi đó rồi. Đừng đầu hàng nhanh như vậy. Đưa cái chân còn lại lên đây. Để lên đây, tôi giúp cô xử lý luôn. Cảm ơn nhỏ. Nè, tối nay lên nhà tôi ăn cơm đi. Không lên đâu, đồ chị làm ngon như vậy em sợ em nhịn không được. Tôi sẽ làm món chiều theo ý cô. Chiều theo em? Ráng chịu đựng nha. Khoan. 2, 3. Đẹp rồi. 100g xoài có 60 calo.
tại sao phải ăn xà lách chứ? Không cần giảm cân mà. Vậy cô ta giảm cân với chú thích ăn gà tơ quay thì có liên quan gì? Con người cô ấy dễ bị người ta ảnh hưởng như vậy. Chú ngồi bên cạnh cô ấy ăn gà tơ quay, chắc chắn cô ấy không thể kiềm chế được. Ráng chịu một chút đi. Ráng chịu cũng có nhiều phương thức. Ví dụ như là cá hồi ăn sống nè, hải sản hấp nè, hoặc là hải sâm sốt bào ngư nè. Món nào cũng là ít mỡ, ít dầu và có giá trị dinh dưỡng rất cao. Quan trọng là chú thích ăn đó nhỏ. Được thôi, không thành vấn đề. Ngày mai chúng ta sẽ ăn cá hồi. Tối nay anh ráng nhịn chút đi, được chứ? Không được, tôi không phải là trâu. Tôi không có ăn cỏ đâu. Bây giờ tôi đi ăn cá hồi sống. Quá đơn. Cô trả tiền. Sao rồi, vật dụng cô đi Đài Loan đã chuẩn bị xong hết chưa? Cũng gần như đủ rồi. Vừa rồi em gọi cho khách sạn thêm 3.000 đồng để nâng cấp thành một căn phòng có cửa kính rồi. Áo lót gợi cảm và phòng có cửa kính. Tim của anh là có chịu đựng nổi không đó? Mừng ngày kỷ niệm đám cưới kia mà, đương nhiên là phải làm lớn lên. Cô âm mưu làm cho bụng mình lớn lên thì có. Không, tụi em còn phải đến hãng bia này chơi nữa nè. Chính là nơi mà hai người khiêu vũ rồi yêu nhau hả? Còn hãng bia này là điểm tham quan đó. Buổi tối sẽ tổ chức bữa tiệc bia, ăn uống thoải mái, còn có ban nhạc nữa. Em còn nhớ năm đó nha, một mình em đến Đài Loan chơi và quen được ông xã em ngay tại hãng bia này. Tối hôm đó em mặc áo sát nách và váy ngắn nè. Em với ảnh nó cùng nhau uống bia, uống đến rất là say, khiêu vũ rất là sung sức. Sau đó uống đến say khướt và anh ấy đưa em về phòng khách sạn. Được, đủ để tôi tưởng tượng chuyện sau đó rồi. Nè, chị nghĩ đi đâu vậy chứ? Sau khi anh ấy đưa em về phòng khách sạn là anh ấy đi về một mình. Sự khởi đầu của tụi em rất trong sáng, rất lãng mạn. Nên lần này về thăm chốn xưa đúng không? Em muốn tìm lại sự lãng mạn trước đây của em với ông xã, lúc mà anh ấy hôn em á. Nè, làm ly nước ép 5 loại rau cho cô nha. Ngon. Ý, cái kem tươi này... Đúng ra định dùng làm món tráng miệng, bây giờ không cần nữa. Vậy em đem đi Đài Loan luôn nha. Cô đem đi Đài Loan làm gì? Cô đâu có định làm bánh. Em chính là món tráng miệng của anh ấy. Nghe cô nói vậy rồi tôi không cần nữa. Lấy hết nguyên chai đi. Tại sao tôi phải đổi lại ngoại cảnh sớm 3 ngày? Chị Băng nói rõ chỉ chịu cho hai người chạm vào đầu chị ấy. Tôi biết, một là Hồng, một là chị Quyên chứ gì. Mấy ngày đó Hồng nghỉ phép rồi, chị Quyên là thợ ở bên ngoài. Chị ấy ra giá cao theo 3 ngày ngoại cảnh, lấy chúng ta 25.000 lận đó, anh biết không vậy? Trời, vậy có khác gì cướp. Hồng nghỉ phép ngày khác có được không? Tôi đã thử thăm dò cô ấy, cô ấy nói mua vé máy bay rồi. Anh yêu à, nhận được tin nhắn trả lời em nha. Hồng à. Ban chủ, anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn hỏi cô, kỳ nghỉ của cô có thể nghỉ phép trễ 3 ngày không? Giấy nghỉ phép đó do anh ký cho tôi mà. Tôi biết, tôi định thương lượng với cô thôi. Nhưng mà anh có biết là... Chờ chút nha. Alo ông xã. Thấy chưa ban chủ, đã nói Hồng không chịu mà. Hả, cái gì? Hãng bia đóng cửa rồi sao? Phải. Không sao đâu, chúng ta đi chỗ khác cũng được mà. Thôi. Vậy hả? Thôi, không nói nữa, có điện thoại gọi đến, bye bye. Hay là anh thương lượng lại với chị Quyên. Công việc này tôi trả 20.000, coi chị ta có chịu không? Ban chủ à, anh tưởng tôi chưa thử qua sao? 20.000 3 ngày, hình như không đáng lắm nha. Phải đó, nếu cô chịu giúp một tay, tôi thà tính lương gấp đôi cho cô. Ông xã à, sếp của em có chút việc cần em phụ giúp, nói là tính lương gấp đôi cho em đó. Nhưng mà vé máy bay của chúng tôi... Tôi đền vé máy bay cho cô. Ông xã à, sếp em nói là đền cho chúng ta. Vậy hay là chúng ta giúp người ta nha, được không? Cảm ơn. Ổn rồi, cảm ơn. Vất vả rồi. Đúng là vất vả thật. Về rồi đây. Chào. Sao lại là cô nấu cơm? Nhỏ đâu rồi? Anh quên rồi sao? Nhỏ đã đi Vịnh Di Cảnh làm phù dâu rồi. Đúng ha. Ôi cha, cô uống hết một chai rượu vang luôn hả? Vậy thì chưa tới một chai. 1/3 dùng để nấu món ốc hương rượu vang cay. Phần còn lại tôi uống luôn thôi. Cô uống cũng giỏi thiệt đó. Nếm thử đã. Có được không? Cay quá. Cay có lắm cái gì hả? Giải cay không? Để tôi thử coi. Đây là cái gì vậy? Sao lại có hai chai? Bia thủ công đó. Cùng uống nha.
À, cũng được, dù gì cũng có hai ta, mỗi người một chai đi. Cũng đâu có cài lắm đâu. Bì trái thơm. Nè, mua ở đâu vậy? Làm gì vậy? Lúc tôi với chồng tôi quen nhau á, anh ấy làm trong hãng bia ở Đài Loan mà. Loại bia trái thơm này á, chính là mùi vị mà anh ấy làm ra đó. Bia vị trái thơm kỳ cũng như vậy, có ngon không đó? Đây chính là mùi tình yêu của tôi và ông xã của tôi. Ê, được rồi, được rồi, được rồi. Mà nói tôi biết, mua ở đâu đi? Không thể tiết lộ với cô được. Không thể tiết lộ với tôi, đó là nơi nào vậy? Tôi không phải nói không thể tiết lộ, tôi nói là quên mất thôi. Hồi đó tôi sai đến nỗi không còn nhớ cái gì hết đó. Vậy anh đi với ai? Ở khu nào? Tôi đi một mình, tìm xa chủy. Hình như ở đường Thi Văn Đài đó. Đường Thi Văn Đài? Ừ. Được. Đi đâu vậy chứ? Đến đường Thi Văn Đài đó. Thôi trời, đường đó đâu có dài lắm. Tôi vào từng quán bia mà tìm, nhất định là sẽ tìm được. Ô, nè, 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 nè. Từ cô đòi đi đó thôi, còn liên quan đến tôi nha. Nè, ăn được rồi đó. Anh ăn trước đi. Ừ. Chà, một mình thật sự không thể nào ăn hết được. Ý cả điện thoại cũng để quên. Là tin nhắn của nhỏ nè. Hồng, nấu cơm cho chú Út ăn chưa? Tha cho đó, vẫn còn nhớ tới chú. Để coi hai người đó cái gì. Theo cô thì chú Út có thật sự có quan hệ với cô Lan Lan đó không? Em cho rằng phẩm vị của anh Quả không kém vậy đâu. Cô Lan mập đó chắc chắn là nói xạo. Triệu Lệ Hồng, coi như cô cũng có trí óc đó. Giọng của ta gọi tới. Không lẽ chồng cổ có chuyện cấp tìm cổ sao? Em đừng có làm phiền anh nữa. Anh đã nói với em là hãng bia đó đóng cửa rồi mà. Còn đi làm gì nữa? Tóm lại là kỳ nghỉ này anh không về Hồng Kông đâu. Vậy trước đi. Sao thái độ là như vậy chứ? Ông xã, chúng ta cũng đi Đài Loan cũng không sao. Hay là sau khi anh về Hồng Kông á, chúng ta đi chơi mấy ngày đi. Nhưng mà nếu anh sợ mệt á, em cũng có thể ở nhà cùng nghỉ ngơi với anh mà. Anh trả lời em nha. Hóa ra thật sự là như vậy. Triệu Lệ Hồng à, người đàn ông này không về với cô thì cô đang nghĩ cũng vô ích mà thôi. Ơi. Mấy giờ rồi? Tối về còn chưa đến lấy lại điện thoại nữa. Không lẽ còn đang kiếm ở trên đường sao? Ơi. Alo. Alo, có phải là anh Quả không? Hồng à, cô đang ở đâu vậy? Bây giờ tôi đang ở quán bia mèo say. Tôi không đủ tiền trả nè. Quán bia mèo say có phải không? Nè, cô đợi tôi đó, đừng đi đâu nha. Trước đây tôi gạt cô là tôi không có tốt. Vậy coi như tôi trả lại cho cô vậy. Trời này.